Thưa quý vị, hôm nay ngày 26 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Mori Takeo cùng với những người đồng cấp Wendy Sherman của Mỹ và Cho Hyun-dong của Hàn Quốc đã tiến hành tham vấn về các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu. Cuộc tham vấn diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản trong bối cảnh ba nước đồng minh nhận định khả năng Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Trong những tuần gần đây, Triều Tiên tiến hành hàng loạt vụ phóng tên lửa và bắn hàng trăm quả đạn pháo ra biển. Các vụ phóng trùng thời điểm các cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Phát biểu tại họp báo chung sau cuộc tham vấn, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết ba bên nhất trí tăng cường khả năng răn đe. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong cho biết các bên kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ bảy. Các hành vi của Triều Tiên là liều lĩnh và gây bất ổn trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành vi khiêu khích. Chúng tôi cam kết đối thoại với Triều Tiên mà không kèm các điều kiện tiên quyết. Chúng tôi cũng khẳng định cam kết sắt đá trong việc bảo vệ đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. Cũng tại cuộc tham vấn, các bên đã bày tỏ phản đối bất kỳ ý đồ nào nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trước đó, ngày 25 tháng 10, các quan chức ngoại giao Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc đã lần lượt tiến hành các cuộc tham vấn song phương. Nhật Bản và Mỹ cam kết hợp tác hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh cũng như thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ tập trung thảo luận về cam kết của Washington mở rộng khả năng răn đe của Hàn Quốc. Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận bất đồng liên quan vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến. Bình vị Thái Minh đã được nghiên cứu hiệu quả cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình vị Thái Minh nay đã có dạng lọ 80 viên, tiết kiệm lên đến 85.000 đồng so với hộp 20 viên. Chiều nay, tỉnh An Giang đã có buổi làm việc cùng tập đoàn Nova Group và các đối tác về báo cáo đề án quy hoạch và cơ chế ưu đãi đặc thù kinh tế cửa khẩu Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu. Nova Group đã chuyển giao đề án cho địa phương với ý tưởng quy hoạch, phân kỳ đầu tư, các chính sách ưu đãi theo đề xuất của nhà đầu tư để góp phần phát triển khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Sương. Đây là đề án quy hoạch mang tính liên vùng, gồm khu biên giới cửa khẩu của hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp, với kỳ vọng nơi đây sẽ là một đô thị biên mậu thông minh, bao gồm trung tâm du lịch của khu vực, trung tâm logistics, tiểu vùng sông Mekong mở rộng và trung tâm chế biến nông thủy sản quốc tế. Đề án quy hoạch bao gồm các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường đào tạo, trung tâm vui chơi giải trí. Là đơn vị phát triển dự án bất động sản quy mô, Nova Group nhận thấy đây là vùng đất còn sơ khai, còn nhiều khó khăn và sẽ khó thành công nếu chỉ quy hoạch cục bộ mà thiếu kết nối với các nước tiểu vùng sông Mekong, các thành phố lớn để triệt để tận dụng lợi thế có vị trí rất thuận lợi. Trước đó, vào ngày 14 tháng 10, Nova Group cũng đã chuyển giao đề án quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp cho tỉnh Đồng Tháp.